Cùng với sự lên ngôi của công nghệ và truyền thông, quảng cáo, ngành thiết kế đồ họa đang trở thành một trong những ngành học hấp dẫn giới trẻ, nhất là những ai đam mê thiết kế và thích làm việc trong một môi trường năng động. Để giúp cho các bậc phụ huynh, các em học sinh có cái nhìn tổng quan hơn về ngành học này, hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Nhật Tân, Giám đốc Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena về ngành học này. Vâng, Vinh chào anh Tân đã đến với chương trình. Xin chào anh Vinh. Trước hết là cảm ơn anh Tân đã dành thời gian đến đây. Câu hỏi đầu tiên cho Quang Vinh được hỏi anh Tân như thế này. Anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái ngành thiết kế đồ họa này không? Dạ vâng. Thưa anh, thì nếu mà nói về thiết kế đồ họa thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là một sự kết hợp giữa nghệ thuật và thông tin. Thì thiết kế đồ họa ngày nay đã trở thành một cái ngành công nghiệp đang phát triển rất là mạnh. Và thiết kế đồ họa thì nó được hiểu như thế này, tức là nó là một cái ngành công nghiệp mà mang lại những cái giá trị truyền thông, giá trị hình ảnh cho truyền thông và cho tất cả các lĩnh vực về dịch vụ cũng như sản phẩm. Chúng ta có thể hình dung là từ những chương trình hay là những chiến dịch marketing lớn, hay là quảng cáo truyền hình, hay là báo in, hay là những cái ấn phẩm phục vụ cho việc nhận dạng thương hiệu của công ty, cho tới từng những ký tự nhỏ cho cái việc gọi là trên hiển thị trên các thiết bị di động, thì những yếu tố đó đều mang yếu tố của thiết bị thiết kế đồ họa. Và ngày nay thì những gì mà con người chúng ta có thể nhìn thấy được thiết kế từ máy tính và mang cái thông tin trên nó thì đó chính là sản phẩm của thiết kế đồ họa. Và Tân cũng nghĩ rằng là khó có tìm được một cái nơi nào trong cuộc đời sống hiện tại chúng ta mà không có sản phẩm về thiết kế đồ họa. Đúng rồi. Tân nghĩ là như vậy. Cái ngành này thì cái nhu cầu nhân lực và cái tiềm năng phát triển trên tương lai thì nó sẽ như thế nào? Như Tân nói hồi nãy thì thiết kế đồ họa là một cái ngành công nghiệp, như là ngành công nghiệp, vì vậy cho nên nó mang lại giá trị hình ảnh cho truyền thông cũng như cho các lĩnh vực dịch vụ và cũng như là sản xuất, nên là cái nó còn, gần như là không còn tiềm năng nữa, mà nó xem như là một cái nhu cầu rất là lớn, nhu cầu rất là lớn. Thì theo như sự phát triển kết hợp với cái sự phát triển của viễn thông Việt Nam chúng ta đó, thì thiết kế đồ họa gần như là ăn theo cái sự phát triển này. Vì vậy cho nên hầu như là đang có một nhu cầu rất là lớn, và hầu như là các bạn tham gia vào lĩnh vực về thiết kế đồ họa đang rất được sự ưu ái ở khía cạnh là công việc rất là nhiều, và cũng như là họ có thể có những việc làm thêm, kiếm thu nhập rất là tốt. Như vậy đi theo học cái ngành này thì các em cần thi những cái môn gì? Đi theo học ngành này thì theo như Tân biết thì nó sẽ tùy theo cấp bậc. Chẳng hạn như nếu mà cấp bậc đại học hay là cao đẳng hay là các trường nghề thì nó sẽ có những cái tiêu chí bài thi khác nhau. Tuy nhiên thì nó có những nét chung, đó là liên quan tới về năng khiếu về nghệ thuật hay là hội họa. Chẳng hạn như là ở các cái chương trình thi đại học thì các bạn chọn thi khối H hay là khối V thì sẽ thi khoảng 3 môn. Thi đó là môn văn, thi môn như là hình họa chì, tức là vẽ mẫu, hoặc là trang trí màu hay là bố cục màu. Còn những cái chương trình đào tạo nghề như là FPT Arena thì các bạn chỉ cần thi những nội dung như là trắc nghiệm cái tư duy sáng tạo khoảng vài trang A4 mà thôi. Thì nó cũng là rất là phổ biến và cũng như đơn giản. Sau khi được đào tạo thì các bạn có thể tìm việc ở đâu và những vị trí nào? Anh có thể chia sẻ Có rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ để đến với cái nghề này, và cũng như có rất nhiều, có nhiều việc làm. Và các bạn có thể hình dung rằng là cái chữ thất nghiệp hầu như là sẽ không xuất hiện đối với những bạn trẻ này đâu. Vâng, nó rất là đặc biệt như vậy. Thì các bạn hình dung rằng là trước đây nếu mà chỉ nói về quảng cáo thì chúng ta hình liên tưởng tới là chúng ta sẽ thiết kế những cái ấn phẩm như là băng rôn, poster hay là những cái banner bên ngoài phố. Thì bây giờ cái hình thức thể hiện nó đa dạng hơn rất là nhiều. Tức là các bạn có thể hình dung là nó sẽ hiển thị trên các môi trường như là website, online internet, hay là dạng phim, hay là nó có thể là những cái dạng như là đồ họa chuyển động, nó gọi là graphic motion hay là animation. Đó. Vì vậy cho nên là các bạn có thể làm việc ở khá nhiều công ty. Chẳng hạn nói về game đi, thì các bạn có thể nghe nói rất là nhiều các công ty như là Game Love, hay là công ty là Glasset, hay là Digital World. Chẳng hạn ngay cả FPT, FPT cũng có các công ty liên quan tới như là FPT Telecom hay là FPT Online làm về game chẳng hạn như vậy. Thì các bạn có thể tham gia vào các công ty đó. Và theo như Tân biết thì theo Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam thì họ chia sẻ rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thôi thì đã có hơn 1.300 công ty về quảng cáo và hàng trăm công ty về thiết kế. Chưa kể là chúng ta thấy coi là có rất nhiều các đài truyền hình ra rất nhiều kênh truyền hình, cũng như các công ty tổ chức sự kiện và cũng như là các công ty mà quảng cáo v.v. thì càng rất là nhiều. Vì vậy cho nên là các cơ hội việc làm sẽ rất là lớn. Ở trong cái lĩnh vực này các bạn hình dung rằng là nó có lĩnh vực về thiết kế về hai chiều như là in ấn thiết kế báo, thiết kế sách, hay là quảng cáo logo, nhận diện thương hiệu cho công ty, bao bì, ấn phẩm. Còn
3 chiều thì sao? Và đến 3 chiều thì có thể hình dung rằng là nó có những cái đoạn video clip quảng cáo hay là những cái TVC. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta hình dung là 3 chiều như là những cái đô thị mới đi trong lĩnh vực bất động sản, thì họ đang quảng cáo những cái đô thị đó thì ứng dụng 3D animation đúng trong rồi. Đó rất là nhiều để cho người ta dễ dàng hình dung ha. Còn cái ngành thiết kế nội thất. Dạ vâng, thiết kế nội thất cũng là một trong những cái ngành mà thiết kế đồ họa được đưa vào rất là nhiều. Okay. Bởi vì chúng ta muốn xây cái nhà, chúng ta phải vẽ phối cảnh. Đúng rồi. Và người dùng họ sẽ hình dung được cái nhà chúng tôi sau này khi xây nó sẽ như thế nào. Và người ta sẽ có nhiều cái sự yêu cầu, những cái lựa chọn để cho cái hình thức của cái nhà sau này nó sẽ được xây như thế. Nhưng mà đặc biệt là kỹ thuật 3D phải không? Vâng, kỹ thuật 3D. Khách hàng mà phải thấy trước cái sản phẩm nó như thế nào thì khách hàng mới quyết định. Dạ đúng rồi anh. Và họ có thể thấy được màu sắc, thấy được hình dáng, rồi ánh sáng vân vân, các trang trí nội thất, các vật dụng để mà mua trong gia đình chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ thấy trước được thông qua sự hỗ trợ của cái thiết kế đồ họa này đưa vào việc vẽ phối cảnh. Anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái sự cạnh tranh trong cái ngành này và bên cạnh những kỹ năng mà các em được đào tạo từ trường ra thì các em phải cần có thêm những cái kỹ năng gì để cạnh tranh? Thì đối với cái ngành thiết kế đồ họa thì thật ra nó cũng có một cái từ chung mà các doanh nghiệp hay kêu than đó, đó là mặc dù hàng năm có rất nhiều các bạn trẻ ra trường ồ ạt nhưng mà doanh nghiệp họ vẫn than rằng là thiếu cái nguồn nhân lực thiết kế đồ họa chất lượng cao. Tuy nhiên thì rõ ràng thì đối với cái sự khó khăn về cái ngành kinh tế thì những bạn nào mà có sự sáng tạo, đam mê sáng tạo và vẽ thiết kế tốt thì vẫn có nhiều cơ hội lựa chọn rất là tốt. Tuy nhiên thì như Hà Tân nói là cái cơ hội việc làm nó rất là lớn, bởi vì hầu như các công ty bây giờ là ai cũng cần có thiết kế đồ họa trong công ty của mình. Vì vậy cho nên là cái sự cạnh tranh của nó tuy là gay gắt nhưng mà nó rất nhiều cơ hội để cho các bạn trẻ đến với cái nghiệp này. Thì trước đây khi nãy Tân nói là nếu như nói về quảng cáo thì chúng ta chỉ nghĩ đến là các cái ấn phẩm thiết kế in ấn, thì bây giờ nó có những hình thức thể hiện khác nhau. Chẳng hạn bây giờ chúng ta vào các cái trung tâm thương mại, chúng ta thấy có những cái mô hình hiển thị của những dạng gọi là cái digital display, tức là media display, tức là nó hiển thị phong phú lắm. Vì vậy cho nên đối với cái lĩnh vực này thì các bạn ngoài những kiến thức chuyên môn, chuyên ngành hay là các kỹ năng mềm thì các bạn nên tìm hiểu thêm các kiến thức về marketing. Các bạn phải tìm hiểu về cách làm về phim, làm về web hay là làm về gọi là cái graphic motion hay là animation, thì các bạn phải có thêm những cái đó. Thì hiện tại ở hệ thống FPT Arena của bên mình thì đang đào tạo thêm những cái kỹ năng đó để bổ sung cho các bạn ở các cái chương trình đại học, thì các bạn có thể học thêm những khía cạnh đó. Các bạn sẽ học thêm những cái kỹ năng về phần mềm, ra các cái công cụ cũng như là các cái tư duy sáng tạo trong cái lĩnh vực mà chuyên sâu về cái nghề nghiệp này. Dạ vâng. Anh Tân có thể chia sẻ là cái mức lương bình quân cho cái ngành này khi mà các bạn tốt nghiệp ra nó sẽ ở cái mức nào? Dạ vâng. Thì đối với mức lương bình quân á, đối với ngành này á, thì nó có sự dao động khá lớn đó thưa anh. Bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái sơ yếu lịch, cái CV hay là gọi là cái portfolio của các bạn ấy trong quá trình học các bạn xây dựng nên. Và hiện tại với cái nhu cầu tuyển dụng rất là lớn như vậy thì cái mức lương khởi điểm theo như Tân biết có thể nằm ở cái khoảng từ 6 triệu đồng trở lên là có thể bước vào cái lĩnh vực này đối với những người mới vào nghề. Nhưng mà Tân muốn nói đến khía cạnh gọi là thu nhập. Là bởi vì khi mà các bạn làm lĩnh vực này, ngoài cái việc lương cứng các bạn đi làm ở công ty chính thức, các bạn vẫn có cơ hội để mà làm thêm các cái dự án gọi là tự do, để nhận các công việc liên quan đến ví dụ như đặt hàng bạn thiết kế một cái website, đặt hàng cho bạn thiết kế một bộ ấn phẩm logo cho một cái doanh nghiệp hay làm quảng bá gì đó chẳng hạn, thì các bạn có thể làm thêm những công việc đó. Nên thu nhập các bạn sẽ được tăng lên rất là nhiều đó. Gọi là thu nhập từ freelancing đúng không? Dạ vâng, có thể gọi là freelance. Dạ vâng. Cảm ơn anh Tân. Dạ xin cảm ơn đến với chương trình. Dạ xin chào.